nhá. Cho các em xem này, màu cát của chị này. Đây màu cát xanh da trời, rất đều, mịn và đẹp. Còn đây màu trắng, màu đỏ. Hạt cát của chị rất bóng đúng không các em? Còn đây là một cây bút lông mili và một cây tăm và một chiếc xìa để xúc cát. Bây giờ các em theo chân chị để vẽ bức tranh này nhé. Hôm nay chị sẽ vẽ về hình học cho các em nhận biết, đó là hình tròn các em ạ. Chị sẽ vẽ rất nhiều hình tròn và kích thước khác nhau các em nhé. Tại vì chị muốn cho các em thấy rằng là hình tròn thì nó rất là đa dạng. Vậy tí nữa chị cũng tô lên cũng có nhiều màu sắc khác nhau này. Mỗi một hình kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau, tạo lên sự sống động và nổi bật nhé các em. Các em xem video của chị hãy cho chị xin một like, một nút đăng ký kênh và đặc biệt hãy nhấn quả chuông bên dưới để theo dõi những video mới của chị nhé. Chị sẽ tô viền màu đen. Khi chị tô xong viền màu đen ấy thì bức tranh như một bức tranh vẽ các em ạ. Cát thừa thì chị vẫn phải cho về khay để tránh trường hợp lãng phí các em ạ. Chúng ta cần phải sống biết tiết kiệm hơn. Đấy, chị sẽ cho về khay. Sau đó bây giờ chị sẽ tô mỗi một hình tròn một màu sắc khác nhau. Và bức tranh này thì chị sẽ tô lên màu xanh da trời nhé. Vậy là chị đã gần hoàn thiện bức tranh rồi. Các em nhìn không, từ trên xuống dưới, đầu tiên là hình tròn chị sẽ tô màu vàng, viền đen. Hình tiếp theo chị sẽ tô màu xanh nón chuối cũng viền đen. Hình dưới của hai màu vàng và màu xanh đó là màu hồng các em ạ. Hình to nhất của chị thì chị sẽ tô màu đỏ. Sau đó chị sẽ tô màu xanh đậm, tiếp theo màu cam, sau đó đến màu trắng. Bây giờ chị sẽ tô lên nhé các em. Lên như chị đã hứa với các em rằng là chị sẽ tô màu xanh da trời các em. Thấy rất đẹp đúng không các em này? Vậy là chị đã đạt bức tranh này hoàn thiện 99% rồi. Chị chỉ việc cho cát thừa vào khay là chị hoàn thiện. Vậy là chị sẽ cho các em nhìn gần bức tranh hơn nhé. Đấy, sản phẩm của chị đã được hoàn thiện rồi.